Xem tin tức thủ thuật công nghệ hay và chính xác nhất, đừng quên ghé qua website thepixel.vn. Xin chào các bạn. Không biết là những bạn đang xem cái video ngày hôm nay, các bạn có biết đâu là chiếc điện thoại bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại không? Em biết đâu? Nếu theo câu hỏi của anh đâu là chiếc điện thoại bán chạy nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì các bạn xem video, xem cái tiêu đề video các bạn cũng đã biết đó là chiếc máy nào rồi. Galaxy A03. Thế là tính ra là mày đặt tiêu đề cho cái video này luôn ấy. Chắc chắn là ngay từ đề các bạn đọc, các bạn cũng đã đoán được là anh sẽ nói về chiếc máy nào rồi. Ok, và như tiêu đề thì các bạn cũng biết là trong cái clip này bọn mình sẽ muốn tổng hợp cho các bạn về những feedback của người dùng về chiếc Galaxy A03, chiếc điện thoại bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm tại, để xem thử rằng là những cái đánh giá của anh trước đây dành cho chiếc Galaxy A03 thì nó có đúng giống như cả những cái trải nghiệm mà các bạn đang có được với chiếc Galaxy A03 hay không sau một thời gian chiếc máy này được mở bán tại thị trường Việt Nam. Let's go! Và nếu các bạn nào mà đang quan tâm tới chiếc Galaxy A03 thì đừng quên ghé qua hệ thống Di động Việt. Di động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone đến từ nhà Samsung với mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Ok, đầu tiên thì em sẽ xin phép anh là em dành lời quyền hot một chút. Ok. Rồi. Trước đây là anh từng làm các bài đánh giá về Galaxy A03 rồi. Anh có thể nhắc lại là anh đánh giá con này như thế nào ngắn gọn cho các bạn được không? Để một lát iPhone 11 của Samsung. iPhone 1 của Samsung. Em biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì cái ngoại hình của nó y chang như của con iPhone 11. Nếu mà chúng ta nhìn xa xa. Đúng rồi, đúng và rồi. Thậm chí sau cái video của anh á thì có một số bạn có comment kiểu như là nhìn ngang qua cứ tưởng là iPhone 11. Là bởi vì nó thiết kế nó rất là giống với iPhone 11 luôn ấy. Okay. Cái điểm thứ hai nữa đó là gì? Khi mà anh chưa cầm chiếc máy này thấy nó chạy cái vi xử lý Unisoc. Trời ơi. Lắc lắm luôn ấy. Anh nghĩ là nó lắc lắm luôn ấy. Nhưng mà kết quả là gì? Nó rất mượt. Những cái tác vụ cơ bản của anh nha. Anh nói là tác vụ cơ bản bởi vì chiếc máy này nó chỉ 2.990.000 thôi. Đó, cho nên là chúng ta cũng chỉ là sử dụng với những tác vụ cơ bản thôi. Thì anh thấy rằng là tốc độ mở app này, hay là tốc độ vào camera, rồi chụp hình mọi thứ nó đều rất là mượt. Và nó làm cho anh cảm giác là, ủa, đây có phải điện thoại Samsung không ta? Không thể tin được là một chiếc điện thoại Samsung giá rẻ mà Samsung lại tối ưu hóa phần cứng và phần mềm tốt đấy như thế dành cho những tác vụ cơ bản. Đúng còn rồi. Không nói gaming nha, 3 triệu mà gaming thua đó. Rồi, okay, chơi game thì khỏi nói. Ok. Còn gì nữa anh còn đánh giá thì đó anh không? Đó là hai cái điểm mà anh cảm thấy ấn tượng nhất với chiếc Galaxy A03 đó là thời điểm đấy. Những dạng đánh giá. Đúng. Và tất cả những feedback ngày hôm nay là anh Hậu chưa xem. Ok. Thì mày cho tao xem cho ta. Chưa, anh chưa cho anh xem đâu. Ok. Thì đầu tiên có lẽ là anh đã đánh giá đúng là về thiết kế. Đó là nó khá giống iPhone 11. Và các bạn đã nói lại rằng là mua về ai cũng kêu là nhìn như iPhone 11. Và nói đây là điện thoại Samsung thì không ai tin. Nếu không nói đây là logo Samsung, các bạn gắn cái logo quả táo vào là y chang như kiểu là đồ Apple luôn đấy. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai là về hiệu năng, anh đoán đúng được khoảng 70%. Có nghĩa là anh đánh giá đúng được so với cái thị hiếu người tiêu dùng. Đó là khoảng 50% trong tổng số feedback em tổng hợp lại được thì các bạn đều đồng ý rằng là đây là chiếc máy mượt. Và thậm chí là mượt hơn những chiếc máy như là Galaxy A21 hoặc là Oppo, Xiaomi trong cái tầm tiền này. Đó là người dùng đánh giá đúng không? Người dùng đánh giá, tổng hợp là người đánh giá. Bạn editor nhớ thêm những cái comment này vào chứ không các bạn lại bảo rằng là trời ơi Pixel lại ăn tiền Samsung rồi. À không, nhưng clip này mình ăn tiền của Di động Việt nha, mình không ăn tiền Samsung đâu. Rồi, một phần nữa bạn còn khen thêm là cảm ứng mượt, đa nhiễm tốt. Và thậm chí bạn này còn kêu rằng là nó bật một ứng dụng khá là nhanh. Ứng dụng không bị văng ra luôn. Mặc dù là nó chỉ có phiên bản cao nhất là chỉ có 4GB thôi. Đúng rồi, 4GB RAM thôi. Và cái sản phẩm đó nó không có RAM. Dạ đúng rồi. Không có RAM. Với size em nói là anh đúng chỉ có 70% thôi. Thì size còn lại là gì? Đó chính là từ. Nè, em bảo rằng là 50% á là người dùng đánh giá mượt. Nhưng mà anh lại đoán đúng 70%, vậy thì cái sự chênh lệch nhau 20% ở đây là gì? Không, anh lại không hiểu rồi. Có nghĩa là anh nói là con này có hiệu năng ok, đúng không? Nói chung là nói về hiệu năng á thì rồi. anh chỉ đánh giá đúng được 70% so với người dùng. Còn trong tổng số những gì em feedback lại thì hơn một nửa là đồng ý rằng hiệu năng nó mượt. Rồi, hai cái này nó tách biệt với rồi. Nhau. Có nghĩa là có một phần anh đoán sai, anh đánh giá sai. Đánh giá đó sai là ở đâu? Về khả năng gaming trên Galaxy A03. Đây là điểm em khá là bất ngờ. Nãy anh kêu là con máy này chơi game là không hẳn, gọi là chơi game ngon. Đúng rồi, bởi vì có 3.9 triệu là cái thời điểm anh chơi mà kiểu như là các bạn cứ kêu là phải chơi PUBG trên con này thì nói đúng thật rồi. Các bạn chơi game PUBG trên con này lag lắm, kiểu gì cũng lag thôi. Nếu như nó chơi PUBG thì em đồng ý. Đúng không? Thì bạn này kêu rằng là máy
bạn rất là bất ngờ khi mà máy chơi được Liên Quân ở mức setting cao và chơi rất là mượt trên Galaxy A03. Setting cao ở cái mức mà chiếc máy này có thể mở được. Có thể mở được. Đúng rồi. Là tối đa được trên Galaxy A03. Là bạn này nói là ngoài sức tưởng là chơi được Liên Quân rất là mượt. Đó. Thì có nghĩa là chắc cũng mượt trong cái tầm khúc này thôi chứ làm thì tầm đó mà. Thì nó sẽ mượt ở trong cái tầm này thôi. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Ủa không lẽ là mọi người đều đánh giá là game mượt không? Không có ai chửi về hiệu năng à? Có chứ, vẫn có, nhưng một lát nữa mình sẽ để ở phần chê sau. Mình sẽ nói tiếp về những cái phần mà các bạn khen. Rồi. Một điểm đó các bạn khen về màn hình của Galaxy A03. Màn hình của nó ok, anh cái thời điểm mà anh cầm cái màn hình đó anh cũng thấy là nó ngon rồi. Nhưng mà trước khi mà làm cái video này á, và trước khi em nói cái câu này á, thì anh có đọc được một cái comment ở trên web cái kênh YouTube của Bixo bảo rằng là thằng này bố láo. Có luôn. Chửi anh là bố láo, đừng xem kênh này bởi vì 3 triệu TFT nó kêu đẹp. Đẹp là đẹp trong cái tầm 3 triệu. Mà em cứ nghĩ đi, 3 triệu 3 mà. Triệu mà. Và chưa kể em cứ nhìn qua những cái con Samsung mà TFT 6 triệu đi, nó còn rất là đẹp luôn ấy. Đúng nhìn rồi, vào đúng nói rồi. Thiệt là nếu không nói đó là TFT thì không ai biết nó là TFT luôn. Nó rất là đẹp. Nói chung là TFT thì cũng sẽ có TFT này, TFT đúng kia. Đúng rồi, đát và đét đúng thì rồi, đúng không? Chứ nó không phải là tất cả, chúng ta không thể quy chụp tất cả mọi thứ là TFT là nó tệ được. Nói thật với các bạn là nếu các bạn nhìn qua những cái màn hình TFT của Samsung đi, nếu không nói đó là TFT thì chắc chắn khoảng 99,9% các bạn sẽ nghĩ rằng đó là mình LCD. Và thậm chí có bạn, anh từng đọc comment kiểu như là nhìn như AMOLED bởi vì đúng nó rồi. Được cân lại nó rất là rực, cái màn hình hơi rực nhẹ một tí xíu. Thì bạn này có kêu là màn hình sáng và nét, đa số là những cái comment khen về màn hình đều khen là nó sáng và nét. Thậm chí bạn này còn kêu là so sánh với những chiếc điện thoại của Xiaomi hoặc Realme thì màn hình của Samsung nét hơn. Ok. Trong tầm giá này thôi thì trong đây là cái cảm nhận của bạn. Thì đó mỗi người có những cái cảm nhận khác nhau đúng không? Rồi. Một yếu tố nữa các bạn khen rất là nhiều trên Galaxy A03 đó chính là về camera 48 megapixel. Thì bạn này cũng rất là công tâm, bạn này kêu rằng là tất nhiên là 48 megapixel này chụp sẽ không thể nào đẹp được. Đúng. Khi zoom lên thì bạn này đánh giá là nó có độ chi tiết nhỉnh hơn. Đúng rồi. Thì đây là điều em rất là đồng ý, tại vì 48 chắc chắn sẽ mượt hơn. Nói chung là chụp được trong tầm tiền. Nói chung là các bạn phải đi set á, chúng ta nên set ở trong cái tầm tiền thôi. Mình cũng xin kể một tí xíu cho các bạn là thằng em mình nó có vừa chia sẻ cho mình thế này. Có một vị khách vào trong cửa hàng và hỏi về chiếc Redmi 10 sau khi mà test tứ tung, test tè le hạt me ra thì bác này mới phán rằng là trời ơi, Redmi 10 này chụp đêm tệ hơn iPhone 13 Pro Max mà bác ấy đang dùng. Anh cũng không biết luôn, lúc đó anh nghĩ rằng là thằng em nó cũng đã muốn như thế này rồi đó đúng không? Anh nghĩ rằng là cũng bắt đầu nóng máu rồi đó. Thường cắn tay hạ cắn chân rồi đó. Chứ bây giờ chúng ta đi so sánh một chiếc máy loanh quanh khoảng 3 triệu mấy với một chiếc điện thoại 30 mấy triệu, đó là một con số quá khủng khiếp. Đó, cho nên là chúng ta cần lưu ý ha, chúng ta đi mua điện thoại, chúng ta đi so sánh điện thoại thì chỉ nên so sánh trong tầm tiền thôi chứ đừng đi so sánh vượt quá cái giới hạn của nó. Ok. Ok. Thì đó là về khen đó, nói chung là khi khen về những cái điểm như về màn hình, về hiệu năng, về camera thì cũng có. Tiếp theo là về chê. Thì cái điểm chê đầu tiên chắc chắn rồi, hiệu năng thì không thể nào mà không bỏ qua được. Thì vẫn có những bạn kêu rằng là chỉ xem YouTube, Facebook thôi thì nó cũng đơ lắc. Đó. Nhưng mà đặc biệt nha, em thấy rất là lạ là các bạn không có phàn nàn một cách quá là nhiều về hiệu năng mà các bạn chỉ dùng cái từ rất là nhẹ nhàng đó là bị đơ. Và bạn nói chỉ cần tắt nguồn, không phải tắt nguồn mà kiểu như tắt cho nó đen màn hình ấy, rồi xong rồi mở lại là tiếp tục được. Nói chung là lâu lâu thì nó cũng sẽ bị cái vấn đề đó. Bản thân anh cũng đã từng dùng qua rất nhiều những chiếc máy tầm giá 3 triệu thì lâu lâu nó cũng sẽ bị đơ nhẹ. Cái việc mà nó không đơ với tầm giá khoảng 3 triệu mà nó không đơ trong suốt quá trình sử dụng là điều không thể. Đúng rồi. Nó vẫn có đơ nha các bạn. Tuy nhiên để gọi là nó cảm thấy quá khó chịu kiểu như là nếu mà chúng ta vuốt cái phần đa nhiệm mà nó đứng đó luôn á, chúng ta không làm được gì luôn á thì nó mới là khó chịu. Còn kiểu như là nó khự nhẹ một cái thì cũng không phải là vấn đề gì lắm. Nó sẽ chấp nhận được trong đúng tầm rồi. Tiền này. Tầm tiền 3 triệu là chúng ta hoàn toàn có thể là chấp nhận được các bạn ạ. Thứ hai là về camera đi. Thì tất nhiên sẽ có bạn chê là nó đẹp, có bạn khen là nó xấu. Nó lại liên quan tới cái góc nhìn của mỗi người. Thì đúng cũng rồi. Giống như bạn hồi nãy bạn có nói thôi là bạn ấy đang nói về cái độ chi tiết mà. Dạ, còn rồi. Bạn ấy cũng không khen rằng là nó đẹp như thế nào đúng không? Rồi. Thì mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau. Với cá nhân mình thì nó chụp được trong tầm tiền thôi. Tầm tiền khoảng 2 triệu chín thôi. Nhưng mà bạn này có một cái thắc mắc như vậy nè. Anh giải thích giùm nha. Ok. Thì bạn này kêu rằng á là chiếc máy này khi mà chụp hình á thì hình nó sẽ hơi mờ mờ xấu xấu. Nhưng mà khi chuyển sang chế độ quay video á thì nó đẹp. Lại rõ và rất là đẹp. Cái này anh thấy rằng là nó một vấn đề nó liên quan đến live view, có thể là bạn đang nói về live view ấy. Thì khi mà mình đang sử dụng chiếc Galaxy S22 Ultra cũng vậy, tức là nếu mà chúng ta nhìn vào live view nó xấu lắm, xấu kinh khủng luôn, nhưng mà khi mà chúng ta chụp xong phát là mở vào tấm hình á thì sẽ bắt đầu thấy là AI nó bắt đầu đang xử lý ở bên trong. Còn khi mà chuyển qua với video á thì
có thể rằng là filter nó đã bạn ép trực tiếp vào trong cái live view luôn rồi, cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là nó rất là đã. Bởi vì mình cũng đã xài Samsung rất là nhiều thì mình thấy rằng là Samsung thường kiểu như là cái live view của ảnh á, nó luôn có vấn đề. À, khi nào nhìn cũng sâu lắm nhưng mà chụp xong phát là chúng ta nhìn lại nó lại đẹp. À, nó rất là cứ xoay xoay vòng tròn á, cho nên là các bạn cũng có thể lưu ý một cái vấn đề này nha. À, còn quay video ở trên Galaxy A03 thì mình cũng đã từng quay rồi, mình thấy là cũng được. Nói chung là với tầm tiền này cũng không thể đòi hỏi gì hơn được đâu các bạn ạ. Có 2 triệu mấy cơ mà, 2 triệu 9, 3 triệu thì cũng chỉ được như vậy thôi, còn gắn logo Samsung vào nữa. Tất nhiên là nó sẽ có những cái lỗi vặt. Đúng, sẽ phải có. Và trên Galaxy A03 thì em thấy nó cũng có một số lỗi vặt gọi là lỗi vặt nhỏ nhỏ đúng không? Khá là khó chịu. Đầu tiên là bạn đã phàn nàn về cái việc máy định vị GPS khá là chậm. Kém, có nghĩa là cái độ chính xác thấp. Nhưng mà em thấy rằng là cái số lượng mà feedback cái này có nhiều không? Dạ không, đấy kêu là lỗi vặt thì chắc chắn nó chỉ là không, ý là một số bạn thôi đúng không? Đúng rồi, nó rất là gãy gác thôi chứ không phải tất cả. Ok, rồi còn gì nữa? Tiếp theo bạn này bảo rằng là bật dữ liệu di động á, thì nó sẽ hiển thị chữ E, sau đó nó sẽ tăng lên thành 3G, tăng lên H cộng, rồi nó dừng ở đó, bạn nó phải tắt mở lại thì nó mới lên được 4G. Cái này nó sẽ liên quan tới vấn đề sóng sánh cái đấy. Nhưng mà cũng có thể nếu giống như gọi là những chiếc máy Samsung trước đây em thấy không, là chúng ta sẽ thấy feedback rất là nhiều về vấn đề sóng sánh, còn cái này anh nghĩ rằng nó sẽ liên quan tới một chút về vùng. Rồi. À, vùng các bạn ấy ở có vẻ như là cũng hơi sâu một chút xíu thì cái việc mà bắt sóng nó sẽ bị kém á. Ngày tại vì anh thấy rằng là khi mà anh về những cái vùng sâu một chút xíu và dùng những cái sim mà ví dụ như là Việt Nam Mobile chẳng hạn đúng không, là nó bắt đầu nó kéo từ từ lên E rồi là đến mới H rồi H cộng tứ tung rồi đó. Đó. Cho nên cái này anh nghĩ rằng nó sẽ liên quan một chút đến vùng miền ấy. Dạ đúng. Một cái vấn đề nữa nó sẽ liên quan đến cảm ứng. Thì bạn này bảo rằng là khi mà để điện thoại nằm hoặc là đang sạc á, cảm ứng nó hay bị loạn. Và cũng một số bạn feedback lại là cảm ứng rất là hay nhảy lung tung trên con Galaxy A03. Thì cái này có thể là các bạn nên đưa ra trung tâm bảo hành. Dạ, đúng để rồi. Coi thử là cái màn hình cảm ứng nó có vấn đề không. Nếu mà đang trong thời gian bảo hành thì chúng ta lại đi thay thôi. À, nhắc tới vụ bảo hành thì có bạn này hơi đen chút. Bạn này kêu đang dùng thì máy bị tắt nguồn. Ghim sạc thì nổ bụp bụp. Đây mà cửa hàng để mà bảo hành thì cửa hàng bảo là lỗi người dùng anh ơi. Giờ bạn này phải mất 850 để mà sửa lại cái này. Nhưng mà lỗi người dùng ở đây là lỗi gì mới là vấn đề? Thì bạn này chỉ bảo rằng là đang dùng thì máy bị tắt nguồn, ghim sạc thì nó bụp bụp. Bạn này chỉ nói là đơn giản vậy thôi. Thì đem ra bên cửa hàng kêu là lỗi người dùng và bạn phải bỏ tiền ra sửa lại. Nhưng mà lần sau thì anh nghĩ rằng là chúng ta cứ phải nên đưa lên trung tâm bảo hành. Có nghĩa là cửa hàng đã nói như vậy rồi thì chúng ta hãy nên đưa lên trung tâm bảo hành cái đã để xem thử là nó như thế nào. Chứ còn đôi lúc mà các bạn mua cái cửa hàng bé tí ở quê á, đôi lúc nó cũng có vấn đề đấy. Rồi có một cái lỗi, đây là cái lỗi em thấy khá là khó hiểu. Thì em muốn nhờ anh giải đáp cho các bạn luôn nếu mà bạn nào đang gặp phải. Đó là nó bị lỗi hình ảnh và lỗi đồ họa. Hình ảnh và đồ họa là sao ta? Ok, hơi khó hiểu đúng không? Đúng rồi, rất khó hiểu đấy. Đây, chúng ta sẽ có những hình demo. Đầu tiên là đây là trên cái giao diện màn hình đúng không? Anh thấy rất là bình thường đúng không? Đúng. Nhưng anh đang nhìn ở trên đây, nó sẽ có hai cái chấm đen. Và không chỉ một bạn bị vấn đề này mà hình như là chắc khoảng vài bạn, nói chung là cũng vào một vài bạn chứ một tỷ lệ cũng khá khá đấy. Nó sẽ có những cái chấm đen trên màn hình như thế này. Hoặc lỗi tiếp theo là về lỗi đồ họa là sao? Chấm đen này nó xuất hiện và nó không bao giờ tắt đi đúng không? Bạn ấy kêu là nó hay bị đúng rồi. Như vậy là nó sẽ không phải liên quan đến màn hình. Dạ. Nó có thể là liên quan tới phần mềm. Còn cái việc mà máy bị sọc màn hình chắc chắn nó là do lỗi phần cứng hoặc là do bạn đúng rồi. Con này là có thể là phần mềm. Phần mềm thôi, anh nghĩ là phần mềm. Một cái trường hợp khác là như thế này, để em cho anh xem hình nha. Anh thấy có gì lạ trong tấm hình này không? Ừ, nó vẫn có một cái vòng quanh quanh kìa. Đà, và cái đây nó vẫn là cái dòng đen khi nãy nữa này. Có thể là do máy nó không xử lý được kịp ấy. Dạ, thì cái đồ họa này anh nghĩ là máy nó không thể xử lý được đó, kịp. Thì cái này có thể là nếu bạn nào mà đang gặp phải thì mình khuyên các bạn nha, là các bạn có thể là up lại, reset lại cái phần mềm gốc, khôi phục cài đặt gốc để xem thử rằng là nó có hết cái vấn đề này không. Chưa hết. Chưa hết rồi. Đây, bị một cái mảng đỏ ở đây. Đó, thì anh nó cứ bị từng vuông đúng không? Nó cứ theo một cái hình vuông. Đó, thì một điểm chung là như vậy. Ok, thì đó thì bây giờ các bạn có thể là khôi phục cái cài đặt gốc hoặc là các bạn up lại cái phần mềm. Ra cửa hàng thì bất kỳ cửa hàng nào họ cũng sẽ up phần mềm free cho mọi người thôi. Thì mọi người thử up lại xem thử là nó có hết hay không. Còn nếu mà không hết nữa thì chắc chắn là phải đưa ra trung tâm bảo hành rồi. Bởi vì bản thân anh cũng chưa bao giờ gặp cái trường hợp này cả. Đúng rồi, em thấy cũng khá là lạ. May là bạn này có chụp hình màn hình lại để mà cho bạn xem này nha. Thông minh ấy, chứ không là không có đường nào, đặc biệt là cái chấm đen em phải nhìn, em nhìn hoài luôn em mới biết là đang nói về cái sóng. Đúng rồi, đó nó đè. Nếu hồi nãy em không zoom vào là nhiều bạn đôi lúc xem cũng không biết đâu. Dạ đúng rồi, thì nó
nếu mà em cũng lần đầu thấy những cái lỗi này. Okay. Thì đó là những cái feedback của người dùng sau khi mà bỏ tiền ra mua và trải nghiệm Galaxy A03, chiếc máy bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Và anh thấy rằng là đây là một chiếc máy giá rẻ nhưng mà được người dùng ủng hộ khá là nhiều, bởi vì những cái feedback em thấy là những cái feedback rất là tốt. Dạ, chứ rồi. Không phải là tệ đâu, đặc biệt là về phần hiệu năng. Dạ, đúng. Mỗi lúc chúng ta nhìn vào con chip, ôi trời ơi, cùi quá. Nhưng thực ra là nó rất là tốt đấy. À, chứ không phải là không tốt nha các bạn. Đó, đó là những cái feedback chân thực nhất từ người dùng đã bỏ tiền ra để mua chiếc Galaxy A03. Và các bạn muốn bọn mình làm những cái video kiểu như thế này về những sản phẩm nào thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì